Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chính sách và Cuộc sống của Truyền hình Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, là phái yếu nhưng ngày nay phụ nữ đã chứng minh vai trò vị thế quan trọng của mình trong phát triển kinh tế. Đặc biệt những năm vừa qua phát huy tài nguyên bản địa, nhiều phụ nữ đang mạnh dạn tự tin mang khát vọng khởi nghiệp của mình vươn cao, vươn xa, lan tỏa và hòa chung vào làn sóng khởi nghiệp quốc gia. Thành công đó được làm nên từ nhiều yếu tố mà trước hết phải kể đến chính sách quan trọng tạo cơ chế đòn bẩy để phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp. Đó là đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Chỉ vài năm trước đây, Liên Trung còn là xã thuần nông nghèo của huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Đàn ông tha hương kiếm sống, đàn bà ở quê thì trồng trọt chăm lo gia đình. Tàn dư tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ đâu đó vẫn hiện diện. Từ ngày xã Liên Trung phát triển mạnh cây sâm nam núi rành, không chỉ diện mạo xã đổi thay mà vị thế của người phụ nữ trong gia đình cũng khác. Làm ở đây thì là chị Dung thì trẻ tuổi mà lại chị dám nghĩ dám làm thì chị cũng đầu tư mở ra cái vườn sâm này thì đã cho chị em chúng tôi là có thêm thu nhập cho gia đình. Có lẽ đúng như người phụ nữ trên vừa chia sẻ, mọi việc khởi sự từ khát vọng của giám đốc hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ sâm nam núi rành Liên Trung, vốn là kỹ sư khuyến nông, nhận thấy giá trị của cây sâm bản địa. Cuối năm 2020, chị Kim Dung đã quy tụ các hộ trồng sâm trên địa bàn xã, thành lập hợp tác xã. Hợp tác xã ra đời trong bối cảnh thị trường đã có những thương hiệu sâm nổi tiếng, lại thiếu vốn, thiếu máy móc. Trước băn khoăn đó, chị Kim Dung đã kiên trì vận động thành viên hợp tác xã khắc phục khó khăn, mở rộng diện tích trồng sâm và thử nghiệm nuôi gà bằng thảo dược, góp phần gia tăng giá trị các mô hình kinh tế. Mình vào hợp tác xã này được đến giờ là được 3 năm, thế nhưng mà sâm củ thì chưa được thu, thế nhưng mà lá sâm thì cho gà ăn, cho gà uống. Thế còn hoa sâm thì sao lên xong rồi bán cho mọi người là nói chung là nguồn thu là cũng được cho kinh tế gia đình. Để nâng cao giá trị kinh tế từ cây bản địa, chị Dung tích cực gửi cây sâm đi nghiên cứu để tìm tòi, sáng tạo những sản phẩm mới. Cùng với đó, chị tranh thủ sự hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ. Hội Phụ nữ huyện chúng tôi là thứ nhất là đã hỗ trợ cho các thành viên tập huấn các cái kiến thức về khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh và các cái kiến thức về khoa học kỹ thuật đấy trong việc trồng cây sâm. Cái thứ hai là hội cũng đã hỗ trợ để giúp hợp tác xã là vay vốn, cũng đề nghị với Ủy ban Nhân dân huyện là hỗ trợ giống cây giống cho các thành viên trồng cây sâm và hỗ trợ hợp tác xã trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm thông qua việc là tham gia các ngày hội phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp đấy, và tham gia các cái cuộc thi. Tại cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài năng bản địa năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, dự án khởi nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị và thương mại hóa các sản phẩm từ sâm nam núi rành tỉnh Bắc Giang của chị Kim Dung đã xuất sắc đạt giải nhì chung kết toàn quốc. Trên địa bàn xã đã phát triển trên 60 ha cây sâm nam núi rành. Qua 3 năm, cái điều mong ước của tôi nó cũng đã trở thành hiện thực. Hiện tại là cũng rất là nhiều chị em phụ nữ ở trên địa bàn xã Liên Trung giàu có lên và đảm bảo cái cuộc sống gia đình ấm no, hạnh phúc từ cái cây sâm nam núi rành này. Có nhiều chị thu nhập hàng năm khoảng 1 đến 2 tỷ cũng có. Và những cái chị em thường xuyên thu nhập khoảng 1-200 triệu hay là 500 triệu thì rất là nhiều. Cùng với làn điệu ống, hát ví hay đặc sản nem nướng quê hương, giờ đây sâm nam núi rành đã trở thành biểu tượng văn hóa, sản vật của xã Liên Trung. Hợp tác xã do chị Kim Dung thành lập này đã tạo việc làm thường xuyên cho 35 nữ công nhân, lao động mùa vụ cho hơn 200 lao động. Chia tay dự án kinh tế sâm nam núi rành của chị Kim Dung, chúng ta cùng đến với dự án khác là một trong ba dự án giành giải nhất cuộc thi hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp năm 2023. Đó là dự án phát triển chuỗi giá trị hồng vành khuyên treo gió hữu cơ nhằm tạo việc làm và sinh kế bền vững cho phụ nữ dân tộc Tày Nùng, vùng biên giới Sử Lạng của Vương Thị Thương. Với sự ủng hộ của người dân bản địa, của các cấp hội phụ nữ, chính quyền địa phương, từ những khó khăn ngày đầu thành lập, tưởng chừng phải dừng lại,
Đến nay, người phụ nữ dân tộc Nùng đã tăng giá trị hồng vành khuyên Lạng Sơn lên gấp 20 lần và dự định xuất khẩu sang thị trường EU. Các chị em đều là đồng bào dân tộc thiểu số, làm nông nghiệp là chính, thì cũng chưa mạnh dạn mà cũng chưa tự tin trong việc quảng bá sản phẩm. Như đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện vừa chia sẻ, dù đa số phụ nữ nơi vùng cao biên giới huyện Yên Lãng, tỉnh Lạng Sơn thu nhập chính dựa vào sản vật nông lâm nghiệp, nhưng do điều kiện và tập tính, những người phụ nữ nơi đây còn ngần ngại, thiếu tự tin để bước vào kinh doanh. Tuy nhiên, người phụ nữ dân tộc Nùng này là một ngoại lệ. Đây mọi người ơi, đây là vườn hồng của Hợp tác xã Nông sản Toàn Thương đây. Vườn hồng hiện nay là đang có hoa, có quả nhỏ. Hợp tác xã đang chăm sóc theo hướng hoàn toàn là hữu cơ, nói không với phân thuốc hóa học. Hướng tới này của hợp tác xã sẽ là xuất khẩu hồng vành khuyên treo gió theo hướng hữu cơ sang các nước EU. Sinh ra và lớn lên dưới tán hồng, thường thấu hiểu nỗi vất vả của bà con trồng ra được quả hồng thơm ngon, giòn ngọt, nhưng phải chạy đua với nỗi lo được mùa mất giá, được giá mất mùa. Với trăn trở đó, cô giáo Thương đã rời ngành giáo dục, bước ra khỏi vùng an toàn của mình để khởi sự kinh doanh. Làm sản phẩm lần đầu tiên ấy, thì em nhớ như in là em làm hồng thì được treo thì phải mất 20 đến 25 ngày mới được một mẻ thành phẩm. Thì khi đấy là em treo được 7 ngày rồi, nhưng mà thời tiết tự nhiên là thay đổi làm cho hồng bị mốc và rụng hết. Mẻ đấy thì em làm 1 tấn đã bị hỏng hết sạch. Dũng cảm khởi nghiệp, dù từng bị gia đình can ngăn, nhưng Thương cũng không ngờ hành trình của cô lại khó khăn đến vậy. Lúc đấy em cũng có nói với chồng em là thôi em sai rồi, em xin lỗi bố mẹ, xin lỗi chồng, là em sẽ cố gắng làm để em kiếm lại tiền để em trả nợ, sẽ cầm cố tài sản để làm lại từ đầu. Một tấn hồng nhưng không được hẳn 1 kg hồng treo gió là vứt hết. Xong rồi lúc đấy thì cũng Thương cũng nhùn. Khi mà em đóng cửa xưởng, đóng cửa nhà, không dám thu mua hồng đỏ của bà con để làm hồng treo gió nữa. Em mở cửa ra mà em nhìn thấy mọi người đứng xếp hàng ở trước cửa nhà em rất là đông. Mọi người nói là bây giờ không làm hồng treo gió thì những quả hồng đỏ chín này đổ đi hết à Thương. Thành viên hợp tác xã bảo là còn có phải riêng mình em mà còn cả chị và các bà con cả huyện Văn Lãng. Để quả hồng này có thành phẩm có giá trị cao là nhờ vào em hết. Thế là em Thương vẫn phải cố gắng phấn đấu để làm. Theo đuổi mục tiêu hữu cơ, Thương tập hợp khoảng 10 hộ dân trong huyện cùng 2 hợp tác xã mở rộng thêm 20 hectare trồng hồng hữu cơ. Mô hình đã tạo sinh kế cho hơn 100 lao động gián tiếp và hơn 30 phụ nữ Tày Nùng tham gia sản xuất trực tiếp, góp phần giúp phụ nữ đồng bào không phải đi làm ăn xa, không phải đi chặt mía hay vác hàng ở Trung Quốc. Chị em đồng bào có thu nhập thì cũng có tiếng nói hơn trong gia đình và làm chủ được kinh tế. Hội phụ nữ đã chắp cánh cho ước mơ của em trở thành hiện thực. Và sau cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp cấp quốc gia, em đã được giải nhất và quê hương em đã tự hào về một sản phẩm mới đặc sản, đó là hồng vành khuyên treo gió. Đầu tư xây dựng xưởng sản xuất với tổng diện tích trên 1.000 m2, với tổng chi phí 2 tỷ đồng. Đến nay, ngoài xuất bán 500 tấn hồng tươi mỗi tháng khi vào mùa vụ, thì mỗi năm, Hợp tác xã Nông sản của Thương còn cung cấp cho thị trường 500 kg hồng vành khuyên treo gió. Lợi nhuận ròng của riêng sản phẩm hồng treo gió đã đạt 1,3 tỷ đồng. Là người con dân tộc thiểu số vượt qua được sự tự ti để có được thành công như ngày hôm nay, đối với Thương điều đó không đơn giản. Và điều đặc biệt là sản phẩm của Thương không chỉ tạo nên kinh tế cho bản thân mà còn tạo tác động cho xã hội, giúp chị em dân tộc thiểu số có thể mạnh dạn hơn, dám ước mơ, dám hành động, dám khởi nghiệp và dám vươn lên làm chủ kinh tế. Giúp phụ nữ tự tin khởi nghiệp có thể nói đó là một trong những kết quả nổi bật mà đề án 939 đạt được. Bởi mục tiêu chính đề án thúc đẩy phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, tăng quyền năng kinh tế cho phụ nữ. Hơn 6 năm triển khai đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp,
4 trên 5 mục tiêu của đề án đã đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đến năm 2025. 100% cán bộ hội chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp khởi nghiệp, phát triển kinh doanh đạt 111%. 18,2 triệu hội viên phụ nữ được tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp đạt 137% mục tiêu. Gần 79.000 phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp đạt 395%. Hơn 5.900 tổ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý đạt 492%. Gần 57.000 doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đạt 57%. Thực tiễn cho thấy, đề án 939 đã mang lại giá trị to lớn là cơ chế để các cấp hội phụ nữ có thể vào cuộc giúp chị em tăng cường quyền năng về kinh tế. Thông qua đề án thì nhiều chị em phụ nữ đã được truyền cảm hứng, nâng cao năng lực và tư duy khởi nghiệp, cũng như có cơ hội để tiếp cận được với các nguồn lực, phát triển sản xuất, kinh doanh, xây dựng thương hiệu, phát triển các kênh, mạng lưới tiêu thụ sản phẩm và nhất là tham gia liên kết được vào các chuỗi giá trị. Gần với chị em để lắng nghe, để quan tâm đến việc khởi tạo ý tưởng, phát hiện ý tưởng hay, các cấp hội đã kết nối cộng đồng xã hội, góp phần hiện thực hóa ý tưởng cho chị em phụ nữ khởi sự kinh doanh, nỗ lực bắt nhịp xu thế, tiếp cận với chuyển đổi, với thương mại điện tử, chị em khởi nghiệp đã vượt qua thử thách, hài hòa được vai trò trong gia đình, vừa tích cực phát triển kinh tế. Tuy nhiên, câu chuyện khởi nghiệp và phát triển kinh doanh vẫn còn là nỗi trăn trở của nhiều chị em và các cấp hội phụ nữ. Vào thời điểm khởi nghiệp chúng tôi cũng đã vay được ngân hàng chính sách là 100 triệu với vốn vay ưu đãi. Chúng tôi cũng đang mong muốn là được tiếp cận đến những cái nguồn vốn có cái chính sách ưu đãi, lãi suất thấp để chúng tôi có thể mở rộng quy mô lớn hơn và phát triển. Được sự hỗ trợ khởi nghiệp của các cấp hội phụ nữ, nghệ nhân Hải Yến sáng lập và phát triển thương hiệu thực phẩm sạch Từ Tâm trong 5 năm qua. Đến nay, công ty chị đã kiến tạo một danh mục sản phẩm đáng tự hào với hơn 30 sản phẩm mang đậm hương vị Hà Thành và phát triển chuỗi 3 cửa hàng tại thành phố Hà Nội. Vay vốn ưu đãi để phát triển, mở rộng quy mô không chỉ là mong muốn của riêng nghệ nhân Hải Yến mà còn của nhiều chị em khởi nghiệp khác. Một câu chuyện là để tiếp cận được một cái gọn mà có một cái nguồn lực đủ cho thực hiện những việc đó thì rất nhiều thủ tục hành chính. Thế và để lo cái thủ tục hành chính đấy thì nó rất là rườm rà và rất là nhiều thứ. Tất nhiên là chúng ta cũng hiểu rằng là cho vay thì phải có trách nhiệm để trả. Thế nhưng mà cái điều kiện để được vay mà nó khó khăn quá thì chính sách có đấy nhưng mà chị em không tiếp cận được. Thực tế, 54.000 doanh nghiệp nữ đã được hỗ trợ kết nối vay vốn với tổng số vốn trên 467 tỷ đồng. Trung bình, mỗi doanh nghiệp nữ được tiếp cận 80 triệu tiền vốn ưu đãi. Con số vẫn còn khá khiêm tốn với yêu cầu thực tế của quá trình sản xuất kinh doanh. Đây cũng đang là cái điểm nghẽn mà doanh nghiệp nữ đều cũng đang gặp phải, đang đối mặt. Thế và các cấp hội thì trên tinh thần là vẫn hỗ trợ để mà các chị em có thể tiếp cận các cái nguồn vốn tín dụng theo các cái hệ thống kênh ngân hàng của nhà nước. Đương nhiên thì các cái hệ thống tín dụng ngân hàng của nhà nước có những cái điều kiện mà đối với một số các cái doanh nghiệp nữ hay là phụ nữ khởi nghiệp thì cũng khó có các điều kiện có thể tiếp cận. Thì hiện tại thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cũng như là các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ ở các tỉnh thành phố thì đã có những cái sáng kiến, ví dụ như đề xuất với chính quyền địa phương để thành lập các cái quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, hoặc là đề xuất với các cái tổ chức quốc tế, các cái nhà tài trợ để có hỗ trợ một cái nguồn quỹ hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Tăng cường hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực để thực hiện đề án, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa qua đã huy động được thêm 34 tỷ đồng tăng thêm nguồn vốn triển khai. Bên cạnh đó, Hội cũng đang triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối tiêu thụ sản phẩm, gia tăng giá trị cho các sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ. Đề án 939 chính là sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những phụ nữ có mong muốn khởi nghiệp để họ có thể tiếp cận rất nhiều chính sách hỗ trợ, trong đó có cơ chế hỗ trợ về vốn mặt bằng. Nhưng như phản ánh, dù vốn có, chương trình vay vốn của ngân hàng cũng khá nhiều. Tuy nhiên, quy định về vay vốn và tài sản thế chấp rất chặt chẽ, khiến chị em còn khó khăn trong tiếp cận. Mong rằng trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ quan tâm tháo gỡ những vướng mắc, tạo điều kiện cho chị em khởi nghiệp vay vốn dễ hơn, quy trình ngắn gọn.
Đến đây thì chương trình Chính sách và Cuộc sống tuần này cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình Chính sách và Cuộc sống tiếp theo, phát sóng vào lúc 20:45 thứ ba hàng tuần.